Chào mừng quý vị quay trở lại với Alo Mi Thiều phát định kỳ vào 10:30 sáng chủ nhật hàng tuần. Tuần 2 của mỗi tháng là chuyên mục hỏi chất đáp hay. Tuần thứ 3 chúng ta sẽ đến với chuyên mục đường ra rảo bước. Tuần thứ 4 là chuyên mục biến sách thành bạn hiền. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần 2, 3 và 4 của mỗi tháng. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Alo Mi Thiều. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với hạng mục đường ta rảo bước. Và một cái nụ cười rất tươi của vị khách mời của chúng ta đó là cô Xuân Đào. Chắc là nhờ chỗ của cô Xuân Đào sẽ giới thiệu một chút xíu cho tất cả mọi người có theo dõi cái chương trình Alo Mi Thiều được biết hen. Xin chào các bạn, mình là Xuân Đào. Hiện tại mình đang làm giáo viên tự do ở thành phố Hồ Chí Minh và đang tham gia một số lớp học ở trung tâm Chí Dũng. Hầu hết là những người mà Mi Thiều mời để làm khách mời cho cái show này thì ai cũng bất ngờ hết trơn á. Cho dù là hình như là ai cũng biết là có cái show này và đến một ngày nào đó thì mình cũng phải làm khách mời thôi. Thì bây giờ mình ôm lại ký ức một chút xíu. Tại vì sẽ có rất nhiều bạn mới biết đến trung tâm Chí Dũng thì sẽ không biết được những cái năm đầu tiên khi mà vẫn còn là một trung tâm dạy thêm, vẫn còn kèm với một cái quỹ học bổng, thì đã có cái sự xuất hiện của cô Xuân Đào rồi, từ những ngày đầu đó. Vậy thì bây giờ nếu như mà mình ngồi mình nhớ lại, thì cô Đào thấy là có những cái điều gì nó là cái kỷ niệm mà mình rất là trân quý ha? Và có thể là những cái kỷ niệm, những cái ký ức đó nó giúp cho mình có cái động lực để mà mình kết nối lại với trung tâm. Mình tham gia trung tâm Chí Dũng thì từ thời gọi là khai thiên lập địa kiểu vậy. Mình học chung lớp với thầy Dũng và mình tính mình tò mò thì thấy thầy Dũng làm gì thì mình cũng thấy lạ. Hồi đó Stephen Hawking trước nha, Stephen Hawking đã gì vậy ta, cái bắt đầu hỏi. Cái thầy Dũng nói vô đi, vô coi làm sao. Cuối cùng là vô, cái mình thích cái hoạt động nó bắt nguồn từ ở cái người học nhóm Stephen Hawking trước. Rồi mình tham gia Stephen Hawking chắc cũng khoảng từ lúc mình năm 2 đại học lận. Rồi sau đó nó đến từ cái quỹ học bổng trước đó. Rồi khi tốt nghiệp xong thì mình cũng bây giờ mình cũng tính toán coi bây giờ mình làm việc gì bây giờ. Thì lúc đó thầy Dũng mời là rủ mình với một hai bạn nữa là bây giờ mình làm một cái nhóm nhỏ, một cái trung tâm để mình dạy. Thì mình cũng lúc đó thì lúc đó thôi, chứ không nghĩ là mình sẽ làm một cái gì đó hoành tráng lại. Mình sao không nghĩ như vậy, chắc là một cái nhóm gì đó đi dạy thôi, rồi từ từ mình làm từ từ, cũng không biết gì hết thì mình đại mình làm như vậy cũng có thể. Ở lúc trước mình cũng không biết là nói cái này là hên hay là xui nữa, nhưng mà nó có những cái duyên nào đó nhất định. Thì cái thời gian mà đầu tiên mà thành lập trung tâm Chí Dũng á thì nó cũng có nhiều khó khăn đó, nhưng mà mình cố gắng làm với cái động lực chính của mình đó là mình nói là mình làm trung tâm Chí Dũng để mình có những cái nguồn quỹ để mình xoay cho cái student hub. Đó là mục đích mình thấy nó rất là thiện lành và mình tham dự. Đó là cái suy nghĩ đầu tiên của mình thôi, chứ mình cũng không suy nghĩ gì sâu xa là trung tâm sẽ được như bây giờ. Mình không suy nghĩ, không chưa suy nghĩ tới đó. Rồi thì khi làm song song cái việc đó, mình có công việc mình dạy cho học trò và mình có những cái hoạt động liên quan tới student hub, thì từ từ nó cho mình học được nhiều thứ. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ học vận hành trung tâm như thế nào, nó còn có step by step. Mà hơn cái là thầy Dũng có cái nhìn gọi là nhìn xa trông rộng, không phải như ngắn hạn như mình thì cứ ngắn hạn thôi, mà thầy nhìn rất là xa. Rồi mình xây dựng như thế nào đó, rồi chuyển từ trung tâm đầu tiên ở 30 tháng 4, rồi sau đó đi qua Mạc Đỉnh Chi. Nó có nhiều cái thăng trầm đó, mà tính ra là mình làm trung tâm khoảng 5 năm đó. Rồi sau đó mình chuyển công việc khác, rồi mình trở lại. Nó có nhiều cái gọi là cái thăng trầm như vậy để mình thấy được cái giá trị của nó này. Có những cái sự thay đổi gì mà trong suốt cái khoảng thời gian 5 năm đó cô Đào gắn bó với trung tâm, với những cái người đầu tiên mà khai thiên lập địa đó, mà cho đến bây giờ nó vẫn gắn liền với cái cuộc sống của cô Đào không? Chắc là mình cần phải nhớ lại một chút xíu ha. Thì nếu mà xét chung những cái nhóm bạn để mình làm ngay từ đầu á,
thì có thể xét mình là người đi với trung tâm lâu nhất. Cái khoảng thời gian đó là 5 năm là rất là lâu, trong khi những người khác họ có những cái lựa chọn khác cho cuộc đời của họ, thì mình vẫn 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 có những cái niềm tin nhất định vào cái trung tâm, mình vẫn làm cái công việc đó. Và những cái hoạt động trung tâm nó làm cho mình rất là thích, mình làm được theo ý mình có tự do, rồi mình có được bên cạnh những cái công việc mình dạy, mình có những cái hoạt động cho học trò. Cái điều đó làm cho cuộc sống mình nó khác biệt, và cái công việc của mình nó khác biệt. Mình biết là mình đang làm cái gì đó rất là tốt, và tốt hơn những cái công việc dạy bình thường để có tiền kiếm sống. Mình thấy mình đang làm cái gì đó nó lợi ích đó. Thì những cái điều đó thì nó vẫn trong mình. Có nghĩa là khi mình nghĩ tới trung tâm mình nói trung tâm đã làm những cái việc này nè, và khi mình nhìn lại những cái thế hệ học trò nó đã đi qua rồi đó, mình thấy nó lớn lên, bây giờ nó học đại học rồi, nó có đi làm rồi, mình nhớ lại cái khoảng thời gian đó, là có nghĩa là mình đã cố gắng, mình làm trong việc đó là cái sức lực của mình đó. Trong đó nó cũng có những cái giá trị nhất định. Có thể là công việc lúc đó mình chưa có làm tốt như mình có thể, nhưng mà nó đã làm có một số tác động nhất định lên học trò. Đó là cái điều mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình làm cái công việc đó. Ra thì trung tâm Chí Dũng cho đến bây giờ là có nhiều cái sự thay đổi, mà phải nói là thay đổi từ ở trong ruột ra luôn á, chứ nó không chỉ là nhìn ở bên ngoài vô. Thì cũng có rất nhiều người trong một cái số nào đó của Alo Mi Thiều, thì em cũng có đem cái việc này để em hỏi chỗ của thầy Dũng để mà chia sẻ phân tích với nhau thử xem là điều gì giữ cho người này nán lại và khiến cho những cái người khác ra đi, và ra đi theo những cái kiểu nó rất là khác nhau. Thì cũng có những cái khoảng thời gian mà em không có gắn bó trực tiếp với trung tâm, thì từ phía của cô Đào cũng vậy luôn. Nhưng mà bây giờ nếu mà nghĩ lại về cái cột mốc mà cô Đào quyết định là quay trở lại học với trung tâm và gần như là học hết tất cả những cái môn mà có cái thì giờ học, thì có một cái cột mốc, có một cái lý do nào mà nó xoay chuyển được cái quyết định của cô Đào không? Cái thời gian mình nói mình nán lại đi ha, là mình thấy những công việc mình làm ở đó nó có giá trị. Cái sau 5 năm á thì nó sẽ có những cái suy nghĩ mới đến trong mình, giống như là mình ở một cái nơi nào nó quá lâu rồi đó, cái mình thấy mình cũ kỹ đi, và khi đó là có những cái tài năng xuất hiện rồi, lúc mà mình ở đó là nó có xuất hiện cái tài năng rồi, mà lúc đó mình nói trời ơi cái lớp này cái gì vậy? Trời, kiểu như vậy là mình rất là có ác cảm với nó, mình rất là có ác cảm với nó, là lúc đó mình đâu có tham dự lớp nào đâu, cũng có tham gia bàn bạc vài cái, nhưng mà cái ý tưởng rất tài năng thì có nghĩa là xuất phát từ từ thầy Dũng, là đơn gọi là đơn thân độc mã đó, thì mình nghĩ cũng sẽ làm gì đó, nhưng mà mình không nghĩ sẽ đưa vào một cái chương trình tài năng như vậy. Lúc đó thì mình ghi thời khóa biểu, mình trực mỗi ngày, mình ghi thời khóa biểu là T1 cao mấy, T2 cao mấy, kiểu như vậy. Mình ghi trong một cái niềm bình thường, một sự bình thường, mình nghĩ là cái việc dạy những môn toán lý hóa là nó quan trọng hơn rồi. Bên cạnh đó mình sẽ có một cái hoạt động ngoại khóa cho tụi nhỏ giải trí, là ok, ổn rồi. Mình không nghĩ lớp tài năng nó sẽ duy trì tồn tại và vững mạnh được tới giờ, mình không nghĩ như vậy đó. Nó giống như là mình ở trong cái gọi là sao, ở trong cái kho lâu quá, mình không biết cái giá trị của nó hay sao đó. Rồi sau đó mình quyết định mình ra đi, mình nghỉ việc, mình sang môi trường khác. Sang một môi trường khác thì mình sẽ nói những cái kinh nghiệm mà mình học từ mấy năm trước rồi nó cũng dữ dằn, nó ta áp dụng như đây, trời, mình qua công việc mới rất là thuận lợi, rất là thuận lợi luôn. Có nghĩa là những công việc đó mình đã làm qua hết, mình biết ra hết rồi, mình nhảy ra một môi trường mới với những kinh nghiệm cũ, mình thấy những cái việc mình học được nó rất là hữu dụng. Mình cảm thấy là lúc đó mình cảm thấy ôi trời, biết ơn những cái thời gian mình làm việc ở đó quá. Tại vì hồi lúc trước là mình giống như công ty mới thì mình phải làm tất cả mọi thứ này, mình làm tất cả mọi thứ, nên khi mình qua công ty mới là mình sẽ biết được những cái việc là như thế nào, như thế nào mình làm rất là suôn sẻ đó. Thì mình qua công ty mới là khoảng thực 2 năm, thì sau đó dịch bùng lên này nọ kia, rồi mình có nhiều thời gian rảnh hơn, rồi sau đó mình sẽ suy nghĩ tới cái chuyện mà cuộc đời suy nghĩ về cuộc đời nó có thể là cái việc mà trở lại học đó, nó lý do chính đó. Lớp đầu tiên mình học ở lớp hiểu và thương đó. Lớp đó thì có thể là cái quyết định mà mình lập gia đình đó, nó sẽ cho mình những cái suy nghĩ mới, tại vì mình đầu cái mối quan hệ của mình nó bắt đầu nó phức tạp dần đi, nó không chỉ đơn giản như là gia đình và mình nữa, mà nó có liên đới rất nhiều phía. Và tự nhiên khi mình lập gia đình xong là mình sẽ thấy có mình cần phải biết nhiều hơn,
để mình giải quyết những cái mâu thuẫn, những cái suy nghĩ đó. Mình thấy có rất là nhiều cái điều mà mình không thể hiểu được, và cái đó là động lực đó, để cho mình học lớp màu một, nhưng mà chưa có học, không phải tự nhiên mà đăng ký đâu nhờ thay lực, thay lực. Thiệt ra cái này là lúc đó là mi á, thì mi rủ chồng mình học trước, thì cái chồng mình chia sẻ mi rủ học lớp cũng hiểu giờ thương này nọ nè. Cái lúc đó mình nghĩ là thiệt ra mình là không phải là người cần thiết học đâu, chồng mình là người cần thiết học kiểu như vậy đó. Mình cái mục đích đầu tiên mình học á là để cho chồng mình học thôi, mình nghĩ là mình thừa biết cái này rồi, mình cư xử với mọi người quá ok, là không có ai mà ghét bỏ mình hết trơn kiểu gì, ai đâu ai cũng thương, mình suy nghĩ như vậy thôi. Về về chồng mình thì mình thấy có anh ấy có những cái gọi là cái mâu thuẫn, cái khó chịu và không thể giải quyết được. Mình nghĩ là cái lớp này chắc có nhiều thứ cho anh học, cái thôi mình đi học đi, để cho anh có động lực anh học. Cái sau đó mình nhắn với My, chắc My cũng sẽ bất ngờ, rất là bất ngờ về cái quyết định đó, là trời, hai vợ chồng em này đi học luôn, rất là hoan hỷ kiểu như vậy đó. Nhưng mà khi rõ ràng khi mình đi học rồi, mình dấn thân vào học rồi, thì những cái vấn đề của mình nó lòi ra nhiều hơn, nó lòi ra, nó cái cơ hội nó lòi 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 ra từ 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 như vậy. Nhiều cái mình giải quyết được, những cái đó là nó có động lực cho mình tham gia những cái lớp khác. Nói chung là thiên thời địa lợi nhân hòa sao mày, mà cho thời gian nó đến ngay lúc mà mình có nhiều thời gian trống cho mình tham gia học, quá trời cái mình biết nhiều thứ đó. Nghe mà cười mà không có khép được cái miệng luôn đó. Vui. Vậy thì cho đến bây giờ cô Xuân Đào có nhiều cái khóa học rồi, có những cái lớp học với những cái môn mà từ hồi đẻ ra cho tới bây giờ chưa bao giờ học hết. Vậy thì có cái điều gì nó rất là thú vị, kèm theo đó là có những cái khó khăn gì không? Và chính những cái thứ mà cô Xuân Đào học đó nó có giúp để cho cô Đào vượt qua, gỡ ra được những cái khó khăn của mình không? Hồi xưa mình hay nói trời, mục đích cuộc đời mình là gì, hồi xưa mình hay nói trời, mình muốn hiểu mình dữ lắm, mình muốn hiểu mình nói cái miệng không luôn, mấy chục năm trời mình nói thôi mình muốn hiểu mình, mục tiêu cao cả nhất mình muốn hiểu mình cần hiểu mình nhiều hơn. Nhưng mà lúc đó là mình khó thôi, nhưng mà mình rõ ràng mình chưa cho một cái cơ hội mình, bản thân của mình là mình nhìn rõ. Nhưng mà bản chất lúc đó mình suy nghĩ mình muốn vậy thôi, chứ mình cũng đâu chất liệu gì đâu, mình để mình soi xét, mình cũng đâu biết gì đâu để mình hiểu mình thêm, mình đâu có biết, mình không có gì mà để mình dựa vào hết. Thì cái điều thú vị của những cái lớp học mình tham dự á, là nó cho cơ hội mình nhìn lại với những cái chất liệu của lớp học, có nghĩa là có những cái kiến thức bạn dựa vào đó và bạn soi cái coi cuộc đời của bạn, và bạn trả lời những cái yếu tố này, giống như là nó đưa ra một cái bộ câu hỏi cho mình vậy đó, rồi để mình soi lại với những cái kinh nghiệm đã có, những cái gì mình đã có với gia đình mình, với bản thân mình, với công việc đó, với việc học hành, mình soi lại như vậy hết thì mình sẽ thấy rõ, mình thấy rõ cái này giống như là hồi xưa giờ mình không biết cái khái niệm, cái định nghĩa đó, tự nhiên cái mình học cái này là kêu là cái này nè, cái này là cái gì nè, cái này cái gì kiểu kiểu như vậy. Ngay cả những cái gọi là cái định nghĩa rất là đơn giản, mọi người hay hỏi tôi muốn hạnh phúc trong cuộc đời này, cuối cùng mình định nghĩa hạnh phúc là sao, bây giờ mình phải hỏi đó, mình tham gia những lớp học này mình hỏi thầy mà mình không có mắc cỡ ngại ngùng gì chứ, cái này chắc là dễ lắm, hỏi chắc bị đánh giá hay bà, nhưng mà mình hỏi bây giờ mình không có sự đánh không có sự sợ đánh giá nữa, mình hỏi hạnh phúc là gì vậy đó, là trời ơi thầy giải thích rõ 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 ra cái ha, cái này mình biết rất là rõ về cái định nghĩa đó. Đó, mình không có còn có mơ hồ nữa, đó là cái điều mình thấy mình rất là thú vị. Và những cái câu hỏi của mình đó, thì mình nghĩ chắc câu hỏi này mình trả lời như vậy ok ổn rồi, nhưng mà không, mình đem đi mình hỏi tự nhiên cái từ câu trả lời nó trời ơi, nó khác gì đâu luôn, nó khác gì đâu luôn, mà không thể tưởng tượng được là câu trả lời nó sẽ như vậy kiểu như vậy đó. Là những cái điều thú vị mình tham gia những cái lớp mà thú vị, cái là câu hỏi nào mình cũng có câu trả lời hết trơn nha đó, thắc mắc gì cũng có câu trả lời hết trơn, đó là điều thú vị đó. Rồi thì cái điều đó là với những cái thức mình học là bắt đầu mình hiểu mình hơn đó, đó một điều rất là hay ho, mà mình nghĩ là mọi người nên tham dự để có thể biết được cuối cùng là hiểu mình là sao, như thế nào là hiểu mình đó, rồi hạnh phúc là sao, như thế nào là hạnh phúc kiểu vậy đó. Rồi khó khăn thôi, khó khăn thì nó là đầy khó khăn thì đầy, ai mà dấn thân vô cái môi trường này hả, mới đầu thấy vui thôi chứ mà vô luôn thì trời ơi, nhóc khó khăn nhiều lắm. Có nghĩa là khi mình đi sâu vào rõ ràng là rất là nhiều khái niệm mới, rất là nhiều khái niệm mới, những cái môn học trước giờ mình không bao giờ mình đụng tới luôn, mình không biết,
mình không biết, mình nói trời ơi, học cái này cái làm gì, hồi xưa đã học rồi, có nghĩa có nhiều lần có nhiều cơ hội đã va cho những cái lớp kiểu như là siêu lý học kiểu kiểu vậy đó, đó thì dục tôi kêu học thanh giới lớp này đi, học đến 9-10 giờ kiểu gì đó, hình như là lớp 9 giờ học tới 10 rưỡi gì đó, cũng là ráng ham vậy. Vô cái ổng nói gì á, trời ơi cái này học cái gì lợi cho cuộc đời gì đâu, không do gì mình phải học cái này chứ. Rồi bây giờ mình tâm thái khác, bây giờ mình đang tâm thái khác, mình vào những lớp học mình biết cái chuyện đó nó cần thiết học, từ từ mình đang bị mình gọi là mình bị thuyết phục lại lần thứ hai, hồi lúc trước chưa thuyết phục mình, hồi trước không thuyết phục như là không có chịu, mình không học gì đó, kiểu như mình không có nể giống như vậy thôi, không ông này ông dạy ông nói gì trời, kiểu kiểu không có nể nể nào chứ, ông thấy gì chứ không thấy sự thay đổi gì chứ, ông dạy bao nhiêu học trò thấy chẳng thay đổi chứ, không không tác dụng gì hết, mình sao đi học. Nhưng mà từ từ mình bắt đầu mình nhìn những cái mình phải nhìn thời gian xa mình mới thấy được, có nghĩa là cái sự thay đổi của ta sẽ không đến trong 1 hay 2 ngày hay là 1 tuần, nhưng mà mình trong thời khoảng thời gian xa thì rõ ràng những cái đứa học trò và nó đi theo cái chương trình tài năng của Dũng đó, nó khác biệt lắm, nó rất là khác, rất là khác. Và mình thấy khác như nào, có nghĩa là mình sẽ có niềm tin, thường là mình theo cái kiểu là mình nhìn ai đó làm được thành tựu thì mình mới có niềm tin chứ, bây giờ ngồi nói không thì không có tin, không có thuyết phục mình được kiểu như vậy đó. Rồi mình đầu mình dấn thân học thì dấn thân vô học thì nói dấn thân thôi chứ cũng có nhiều thứ phải lo khác lắm, chứ không phải là dấn thân hoàn toàn 100% học đâu, nên nó có nhiều khó khăn, nhiều định nghĩa, nhiều thuật ngữ, cái gì cũng nói, có những cái môn vô ngồi như gọi là ta gọi là dịch như sống gì đó kiểu như vậy, nhưng mà mình ráng kiểu như vậy. Trong thời gian này mình rõ ràng là khi mình tham gia lớp học đó là mình có, thứ nhất là mình tận dụng thời gian của mình nó một cách nó hiệu quả, mình biết mình đang học những cái điều tốt thì mình cố gắng mình học đi. Thầy kêu học thuộc lòng này nha, thuộc lòng này kia, trời ơi 800 năm rồi mới lấy cuốn tập ra ngồi chép học thuộc lòng nổi ơi. Trời ơi nó khó, bởi vì mình suy nghĩ con dạy học trò kêu học trò học thuộc lòng gì đó, mình cảm nhận được cái sự khó, khi mình bắt đầu đi học lại mình bắt đầu mình thấy là học trò mình nó khó lắm, nó khó nhiều cái lắm, nhưng bây giờ mình đang học là mình sẽ thấy khó nhiều cái như vậy, bắt đầu mình thông cảm nhiều thứ hơn, nó mình cũng cố gắng mình nỗ lực kiên trì hơn, và nó nhiều khó khăn chứ không phải là ít khó khăn mày ơi. Có ai mà nói khó khăn lắm, khó khăn lắm, khó đủ điều mà cười không ông trời. Thì em thì có một cái sự đồng cảm rất là lớn với cái phần của cô Đào vừa mới nói á, ở cái chỗ là khi mà chính mình không phải là cái người tham gia vô để mình học và mình sửa mình, và thậm chí là mình không thiệt sự phụ giúp ở trong ruột của cái mô hình này á, thì mình thấy mọi thứ nó chậm lắm. Mọi thứ sao mà nó lâu quá, sao mà nó kỳ quá, cái này có hình thức lắm không, sao mà không đứa nào nó thay đổi được, mình hoài nghi dữ lắm, mình sốt ruột dữ lắm không. Nhưng mà khi mà chính mình á, là cái người đi thay đổi mình, rồi dùng những cái thứ mình học mình biết đó để giúp cho những người xung quanh, rồi khi mà mình phụ giúp vô để mà mình cùng làm, mình thấy trời đất quỷ thần ơi, nó lâu như vậy là vãi rồi, không thể nào nó khác hơn được hết trơn á. Trời ơi, cho dù nó nhanh thì nó cũng chỉ nhanh ở cái đoạn đầu thôi, cái đoạn mà mật ngọt đó không. Thì tất cả những cái thứ mà nó dễ nhất là người ta đã có thể lướt qua, người ta đã có thể sửa được rồi, nhưng những cái vấn đề mà nó đã tích lũy từ rất lâu thì mình phải làm từ từ, mình phải sửa từ từ, và mình phải có cái sự đồng hành. Thì thú thiệt là nhìn chị Đào học và có những cái sự thay đổi á, rất là vui, rất là mừng. Tại vì có thể có thêm một cái người nữa, họ biết và họ có đầy đủ cái cách thức để họ tự lo cho mình, lo về mọi mặt luôn đó. Thì cái điều đó là một cái điều nó rất là quý, nhưng mà cũng rất là lo nha, cũng rất là lo. Là tại vì sao? Giống như chị Đào nãy nói, giờ chuyển từ cô sang chị luôn rồi, là khi mà kết hôn thì xung quanh mình cái mối quan hệ nó phức tạp lên. Và cái điều đó là cái điều mà chính em cũng rất là lo, đó là trời ơi, bà học mấy cái này mà bà thấy hay
cái bả sửa, cái bả xài ầm ầm, bả nhìn xung quanh bả thấy không có ai giống bả hết, rồi bả làm sao? Trời ơi, nó cũng gay go lắm à. Thì chị có suy nghĩ và chị có cái sự trù liệu gì không à, cho những cái vấn đề đó chắc chắn là nó cũng sẽ xảy ra ít hay nhiều thôi. À, rồi à, khi mình bắt đầu mình học ha, thì nó sẽ có nhiều thay đổi á. Bản thân mình suy nghĩ bản thân mình nó thay đổi những cái, ví dụ như mình có thể rất là tinh tế, hồi xưa mình có thể hướng một cái điều gì đó rất là dễ dàng mà mình thất hướng thì nó cũng bình thường thôi. À, mình có thể nói dối một cái điều gì đó mà mình sẽ nói à, cái rồi nói dối này nó chẳng gây hại ai, bla bla gì đó, kiểu như vậy. Mình có thể hành cư xử nó rất là tùy tiện, mình suy nghĩ như vậy mà từ từ mình sẽ thay đổi. Thì với những cái gì nó mình suy nghĩ, mình nói ra hay mình hành động, nó có sự suy xét hơn rất là nhiều. À, có thể là mình thấy là mình đầm thắm hơn hồi xưa. Mà chị Đào hồi xưa là nó khác rồi, chị Đào giờ nó khác lắm, kiểu vậy. Kiểu vậy đó, mình có sự thay đổi như vậy. Và khi mình bắt đầu nhìn mình có những cái chất liệu để mình nhìn mình, thì giống như mày nói là mình sẽ có những cái nhìn ở người khác, nhìn với những cái chất liệu mình nhìn thấy bản thân mình sẽ dùng những cái kinh nghiệm cái đó, mình nhìn những người xung quanh mình, những người thân cận kề của mình thôi, là nhìn họ trước. À, giống như trong một lớp thì nói là à, bạn yêu thương đúng cách đi, học xong đừng về, đừng có bị tan vỡ trái tim, tại vì hồi xưa mình không được yêu thương đúng cách nha, và những cái người xung quanh mình á, thì ra có những kiến thức học thì thầy cũng đã trụ liệu cho mình rồi, đã nói những cái tình huống có thể xảy ra và mình chuẩn bị cái tâm thế như thế nào để mình đón nhận nó thôi. Mình bắt đầu là lúc đầu á, thì có thể là mình sẽ có hơi cái hơi hơi đau lòng như vậy, có nghĩa là à, bây giờ mình đã như vậy, nhưng mà mình từ cái gì đó mình bắt đầu mình nhìn mình với những kiến thức của mình học á, là mình có thể nhìn đó là lý do tại sao là người ta lại cư xử như vậy, rồi tại sao như vậy, bắt đầu mình bắt đầu hiểu hiểu họ hơn. À, hiểu hiểu những cái người xung quanh của mình rõ hơn. Hoặc khi mình nhìn với một cái hành động của họ, mình cứ hỏi là tại sao họ có thể suy nghĩ như vậy, tại sao họ có thể làm như vậy, và họ mình hay bực mình với những cái chuyện đó. À, từ từ bắt đầu mình hiểu rõ hơn, thì mình nhìn họ với một con mắt nó nhiều yêu thương hơn, và bắt đầu mình kiên nhẫn với họ hơn. Mình biết là họ đã trải qua những cái việc gì nó khó khăn, và tại sao cái họ lại có những cái xu hướng như vậy. Bắt đầu mình bắt đầu hiểu họ, thì dần dần rõ ràng là mình đậm thấm hơn là do tại vì lý do đó đó, mình không thể cứ sầm sọc lên như lúc trước nữa, kiểu như vậy đó. Mình giống như là mình nói là cái việc mình đồng hành với họ rất là quan trọng đó, kiểu như mình với là mình kiên nhẫn, nó không phải thay đổi giống như là mình thay đổi mình cũng mấy chục năm mình mới thay đổi họ được, có chút một thôi, và rất là khó nếu mình không dành nhiều thời gian cho họ, thì mình không thể mong cầu gì hơn đó. Đó, nếu mình muốn họ tốt lên thì mình dành thời gian cho họ và mình kiên nhẫn với họ. Còn nếu mà mình bỏ mặc thì họ cứ như vậy, và mình phải chấp nhận cái chuyện đó thôi, kiểu như vậy. Với những cái điều mà chị Đào học cho đến giờ và có những thứ mà chị Đào thấy nó hữu hiệu cho mình, thì ngoài những cái người thân người ơn của mình xung quanh, thì có một cái bạn nào, có một cái người học trò nào, hay là có một cái người bạn cũ nào mà chị Đào thấy là rất có tiềm năng để mình đồng hành thêm, để mình giúp cho họ từ chính những cái điều mà mình cũng đã học được và mình cũng đã có cái sửa mình như vậy không? Cái câu chuyện này là phải nói là câu chuyện là gian truân rủ bạn đi học. Mình chắc cũng có trải nghiệm này rất là nhiều, khi mình bắt đầu thấy những cái điều nó rất là rõ hơn, nó rõ ràng hơn với mình, thì mình rất là mong muốn, chứ mình mong muốn những cái người bạn xung quanh của mình cũng học được những cái điều như mình khi mình có nảy sinh cái mong muốn đó là mình biết cái người nào đó rồi, có nghĩa là khi mình nghĩ về họ, à, họ cần cái này, có nghĩa là cái vấn đề họ đang có sẽ được giải quyết trong cái khóa học này, giải quyết hết, họ học là họ giải quyết được hết. Mình ra sức nỗ lực cố gắng mọi thứ, kiểu tạo mọi cơ hội và nói rất là nhiều thứ để mình rủ bạn mình đi. Có một người rất là đặc biệt, rồi có một người rất là đặc biệt mà mình thấy anh ấy rất là rối trong cuộc đời của anh ấy luôn. Và dù cho mình có nói năng như thế nào, có trò chuyện tâm tư như thế nào, thì mọi thứ nó vẫn nguyên xì như vậy, tại mình biết là mình không có đủ sức rồi. Có nghĩa là qua quá nhiều cái thời gian mà mình cận kề với em ấy, là mình thấy
mình không có đủ sức à, có nghĩa là cái mình không có đủ gọi là đủ trí để mình có thể đủ sức thuyết phục cái người đó thay đổi. Thì mình thấy là sao, ủa sao mình khuyên người ta xong rồi cái người ta yên nguyên vậy ta, kiểu như vậy nó rất là nhiều lần, ủa sao yên nguyên người ta không có thay đổi gì cho người ta, ủa cái này mình nói rồi mà ta, có nghĩa là cái cách của mình hoặc là cái kiến thức của mình nó không có phù hợp đó. Thì mình biết cái chỗ thì đầu mình nói à, cái lớp này nè học đi, đi học đi học, mình hết lời, mình mỗi lần có cái khóa mới gì cái mini talk gì là mình đều gửi thông tin hết, mình biết là à, chắc gửi này nó lại nói ừ cái này xàm xàm nữa chứ gì, kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà mình cố gắng kiên trì, cũng có một hai người bạn giống giống như vậy thôi, khi mà họ cũng có một số người bạn nó cũng trong cái tình huống như mình, dù kết hôn mình cũng có nhiều mối quan hệ với gia đình rồi, họ có con có cái nữa, mà biết nhiều khi mình học mình thấy trời ơi nó hàng trăm thứ, lập gia đình là một chuyện rồi, có con là 100 thứ khác nữa nó xuất hiện đó, mà sao bây giờ họ không chuẩn bị cho ta. Ủa sao họ không chuẩn bị gì, ủa rồi họ nuôi con làm sao ta, kiểu như vậy, ủa rồi sao dạy con làm sao ta, rồi có rất là nhiều thứ. Bây giờ đi học đi, viết nè, viết thêm rồi đặng dạy cho con cho nó ngon lành chứ sao, mà cứ để như vậy, dạy theo thói quen như vậy rất là tội nghiệp đứa trẻ đó. Mình cũng làm rất nhiều cách rồi, thì cũng có rất là nhiều lý do, giống như mà khi à, như mình nói lúc trước là à, thôi cũng chỉ đại học cũng rất là khó khăn như vậy, thì giờ mình đang gặp những cái trải nghiệm giống y chang như vậy, rất là khó để cho người ta đi học nguyên. À, cái tuổi mình người ta càng lớn người ta rất là khó đó. Khi người ta trong một cái vòng lo rất là nhiều việc á, người ta không có thời gian ta nghĩ cho bản thân mình đâu, chị nghĩ như vậy, người ta cho lo cho gia đình con cái ba mẹ, lo cho việc làm của người ta là người ta hết thời giờ rồi, người ta không còn một phút giây gì suy tư về cuộc đời của người ta đâu, người ta nằm xuống là quá mệt ta ngủ thôi đó, như vậy kiểu như vậy người ta bỏ bê. Thì đến một cái lúc người ta đau khổ quá rồi đó, thì người ta chấp nhận luôn, người ta không tìm để giải quyết nó nữa đó. Bây giờ mình cố gắng mình tạo những cái khóa học của mình đó, là mình gửi ở cái khóa này, trời ơi mi là những cái mục lục là đọc vô là quá êm, gửi mục lục liền, gửi mục lục liền, gửi người này là học cái này là phải giải quyết vấn đề được hết rồi, họ mình gặp cái vấn đề của họ, mình cái lớp học này nó giải quyết được nè, sao người ta không đi học đó, thì mình bắt đầu lấy lý do ở chắc người ta bận bla bla hoặc là không ưu tiên kiểu như vậy. Nhưng mà mình cứ đi tạo duyên thôi, biết ngày nào đó thì bạn sẽ trở lại bạn học với mình kiểu như vậy. Thì mình cũng có tin tưởng là bạn nó sẽ trở lại, nhưng mà không biết ngày nào. Ok. Có một cái điều mà nó rất là đáng quý á, tức là khi mà mình học những cái điều này, mình học về bốn trụ cột tri thức, mình học về cái cách để mà mình xử lý các vấn đề trong cái cuộc đời của mình, từ các cái kỹ năng ứng dụng khoa học công nghệ gì đó, tất cả những cái thứ đó thì tụ chung lại á, từ phía em á thì em thấy là dần dần mình chịu sống có lý hơn, hợp lý hơn. Cái nào đúng mình làm, cái nào sai mình bỏ, còn cái nào mà nó khó quá thì mình từ từ mình bỏ, còn cái nào mà nó đúng quá là mình phải chịu thôi, kiểu vậy. Thì cái đó là cái nó quý nhất, đó là cái nó quý nhất, và ẩn đằng sau đó nó là cái mục đích cuộc đời, cái thứ mà nó đồng hành với mình lâu dài nhất. Và khi mà em cũng đi rủ những cái người khác ở trong cái mối quan hệ của em để họ học á, thì dần dần á mình tập quen với cái chừng mực, nghĩa là khi mà cái người đó họ phản ứng như vậy là mình biết là mình gieo được một cái hạt mè, mà cái hạt mè này nó có cái nguy cơ cao là nó bị lép. Còn một người mà phản ứng theo cái kiểu khác thì mình nói ồ, người này mình đã gieo được một cái hạt xoài, mà cái hạt xoài này rất mạnh. Kiểu vậy. Thì mình cố gắng mình xoay nó rất là nhiều hướng, để mà ai mà chỉ nhen nhóm cái ý muốn là học rồi giải quyết cái vấn đề rồi để tìm ra những cái hướng nó tối ưu hơn, là mình có mặt liền và mình có cái thứ phù hợp cho họ. Quay trở lại với những cái nguyện ước đi ha, những cái nguyện ước đi, thì cho đến bây giờ thì đối với chị Đào mong muốn cái điều gì cho mình và cho những cái người thân thương xung quanh? Tại vì một người nếu như không có chịu sống hợp lý hơn á thì thương lắm, muốn cái điều tốt lắm,
muốn cái này cái nọ lắm, nhưng mà ở bên ngoài lại rất là kỳ, nhiều lúc cũng làm cho mình buồn. Đó, vậy thì có một cái mong ước gì cho chính chị Đào và cho chính những cái người xung quanh, đặc biệt là những cái người mà chưa có được hợp lý cho lắm? À, như mình nói là bắt đầu mình sống có lý hơn, bắt đầu khi bắt đầu mình dấn thân vào cái môi trường này, mình biết cái chuyện gì nó đúng thì mình làm, mà những cái chuyện gì không đúng, nói chung là mình từ từ mình tránh xa, và mình sửa những cái tính xấu của mình đó. Mình thuyết phục bản thân hơn, đứng với cái chuyện này là cái chuyện này mình phải làm không, mình nên làm không đó, mình có những suy xét khi đứng trước bất kỳ cái việc nào mà mình quyết định nó dễ dàng hơn nhiều lắm, dựa vào cái lý á. Rồi nói về mục đích cuộc đời nữa, rồi cái chuyện cái vốn từ này là chắc chị nghĩ là chắc ai cũng bị ám ảnh, thời mà chị ở trung tâm là chị bị ám ảnh cái từ này nhiều lắm, trời ơi luôn, cái gì mà tới ngày hỏi mục đích cuộc đời hoài, thấy học trò nó cũng cầm cụ nó làm bảng mục đích cuộc đời hay chia ra 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 được đó, mình thấy rất là nhiều học trò làm chuyện đó, và mỗi lần ông hỏi cho mình câu này là trời ơi, mình dị ứng dữ lắm luôn, tại sao mình dị ứng, mình rất là dễ, mình nhìn lại rất là dễ, tại mình không có cái gì, mình không có mình sẽ cảm thấy rất là bị giống như là mình bị ám thị gì rồi sao ta, từ từ ám thị kiểu kiểu gì đó, nói lên từ này là bị dị ứng liền, không là mình đâu có đâu để mình chia sẻ đâu, không có gì đó xịn sò mình chia sẻ hết đó. Nhưng mà về sau này bắt đầu mình nhận ra rõ cái này, cái thời gian này mình sẽ biết được cái chuyện mục đích cuộc đời nó quan trọng như thế nào, cuối cùng là để hướng mình đi đến đúng hướng đó. Không thôi mình sẽ lạc trôi liền đó. Rồi thì với cái mục đích cuộc đời của mình đó, thì mình mong muốn cho bản thân mình đó, để mình cố gắng mình làm trên cái bước gì đó để tiến tới cái chỗ đó nó thuận lợi nhất. Mục đích cuộc đời của mình nó cũng không phải cái gì nó cao xa đâu, mình nói mình sống rất là đơn giản, mình sống rất là đơn giản, mình chuyện á chỉ mình mong muốn là cái đầu mình nó mở mang hơn, cái đầu mình mở mang hơn, mình biết rõ hơn, mình để mình tự tin với những cái gì mình nói rồi, chứ không phải mình mập mờ nữa, có nghĩa là khi khi mà mình cảm thấy khó khăn bế tắc gì đó là mình sẽ biết được cái khó khăn bế tắc của mình như thế nào, rồi mình biết rõ như vậy đó, mình mong muốn là cái đầu mình mở mang ra thêm thôi, thì bằng cách học mình sẽ làm được việc đó, mình tin tưởng là mình có thể làm được việc đó, dần dần mình sẽ làm được chuyện đó. Thì cái mong muốn mà mình làm cho mình tốt đẹp lên đó, thì một phần nào đó mình cũng sẽ biết đó, đó là một cái điều tốt mà mình dành cho tất cả những người xung quanh mình, có thể là mình ngồi đây mình mong cầu họ thay đổi như này ngày kia, họ phải cư xử khác đi chứ, họ phải làm được này việc kia chứ, thì cái chuyện đó mình mong muốn thì mình nói thì dễ thôi, nhưng mà để mình làm chuyện đó rất là khó, để mình làm xung quanh người chứ, thì người ta hay nói là thôi bạn phải sửa mình trước khi bạn sửa người là như vậy á, kiểu như vậy. Thì mình nghĩ là với những cái sự sáng tỏ của mình đó, thì mình sẽ hỗ trợ cho những cái người thân xung quanh của mình một cách tốt nhất, khi nào họ có gặp khó khăn mình sẽ giúp đỡ được họ. Người thân xung quanh mình thì họ có rất là nhiều cái gọi là cái nút thắt, có nhiều nút thắt đó, và mà họ không có cái động lực để họ gỡ nút thắt đó đi, họ có chưa có động lực đó, thì mình mong muốn là trong một phút giây nào đó họ sẽ nghĩ tới cái việc đó của họ, những cái nỗi đau khổ của họ đó, và họ muốn muốn tìm giải pháp cho vấn đề đó, thì họ khi mà họ khởi lên mong muốn đi, thì mình mới có thể gợi cho họ những cái đường nào đó đi, mặc dù mình trong trường hợp là mình không thể giúp họ đi, nhưng mà mình biết cái hướng nào đó để có thể giúp họ được, những người nào đó có thể giúp họ được đó, khi họ khởi lên mong muốn mới được. Chứ bây giờ lớn quá rồi thì mình không thể kêu họ học một cách vô thức như con nít được. Ví dụ như em có thể kêu một đứa nhỏ nó học tiếng Anh mà nó không cần biết mục đích gì hết, nó học theo theo một cách bản năng bình thường của nó thôi, nhưng mà với người lớn thì mình cần phải họ phải có lý do, họ có mục đích thì họ mới đi học được, thì mình chỉ mong muốn là họ một phút nào đó họ suy nghĩ về những cái khó khăn của họ, và họ nảy sinh lên cái ý nghĩ là bây giờ mình cần phải tìm ra cái đường để mình thoát khỏi những cái đau khổ, những cái vướng mắc này để họ sống hạnh phúc hơn thôi, như vậy. Cho tới bây giờ thì cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay có làm cho chị bất an cái chỗ nào không? Bất an thì không bất an, nhưng mà mình biết đó là mình thấy là cái đoạn đường của mình đi cũng cũng dài, nó sẽ rất là dài cho mình, nó sẽ rất là dài và cũng sẽ khó khăn, mình khi mình biết được những cái việc mong muốn của mình như thế này thế kia đó, là mình sẽ biết là bây giờ mình phải cố gắng hơn nhiều nữa, cái điều đó mới có thể là bất an cho mình hay không không biết nữa, nhưng mà nó có một cái động lực đó, giống như là mình có động lực, thay vì hồi lúc trước mình chỉ có tấm lòng đi làm và đi làm như vậy thôi, bây giờ mình sẽ có, mình biết là mình cần làm những cái gì đó khác và những cái gì tốt, những cái gì ích lợi hơn cho mình đó, đó mình làm thôi, cũng không có gì mà lo sợ lắm, mình sợ kiểu như là
Thỉnh thoảng thì mình có giống như là theo thói quen thì mình sẽ có hơi hơi phản ứng với những cái điều mình học á, có nghĩa là cái đó là cái cũng có những cái phản ứng đó, có nghĩa là mình vẫn đặt câu hỏi liệu là mình học cái này nó có giải quyết vấn đề của mình hay không, thỉnh thoảng nó sẽ xuất hiện những cái vấn đề đó khi mình đối diện với những cái thứ quá khó đi. Bây giờ chị thì suy nghĩ là bây giờ với những cái đối diện với những cái thứ quá khó đó thì mình sẽ có phản ứng đó đó, thì bây giờ mình làm sao bây giờ nó mình bây giờ mình nghĩ là cái việc và mục đích mình học cái môn đó, cái lý do của mình bắt đầu đó là mình cố gắng học thôi, có nghĩa là bạn muốn tới được cái bờ bên kia thì bạn phải biết bạn vượt qua những cái trở ngại nào đó chứ, để khi bạn muốn bạn tới muốn tới bờ bên đó mà bạn không vượt qua trở ngại thì bạn đâu có làm được. Nếu như mà cái câu mình nói là có làm thì mới có thành gì đó, tại sao mình có thể nói điều đó với học trò mình rất là dễ dàng, con làm thì con mới thành tựu, con học thì con mới làm được, con viết thì con mới biết viết được, con đọc thì con mới biết đọc được, kiểu như vậy. Mình nói học trò ra đã mỗi ngày thôi, nhưng mà bản thân mình tại sao mình không làm được chuyện đó, kiểu như vậy. Nó có những có rất là nhiều trở ngại kiểu kiểu như vậy, nhưng mà mình biết là giống như là nói là cái mục đích cuộc đời để cho mình neo lại gì đó đi, thì khi mình nhớ tới cái điều đó là mình sẽ có nhiều cái động lực để mình cố gắng thôi. Okay. Rất là cảm ơn chị Đào cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Hy vọng là mọi thứ mà nó tốt đẹp, nó chân chánh, nó thiện lành thì nó sẽ có những cái điều kiện thuận lợi nhất để mình có thể làm được. Rồi, cảm ơn Ok. mình Rồi vậy ha.